Cố Hùng là người rất hiếu thuận. Ông là con trưởng trong nhà. Còn có hai người em hãy còn nhỏ dại, người cha rất mực thương yêu các con. Nhưng cánh nhà không được dư giả, nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Cố Hùng đi dạy học ở xa, nhận được tiền lương chỉ giữ lại vừa đủ chi tiêu cần yếu, còn bao nhiêu gửi cả về cho cha, để lo cho gia đình, nuôi dưỡng các em. Mùa xuân năm Canh Tý, Cố Hùng nhận lời mời đến nhà bà họ Trường làm gia sư, ngày mới đến dạy. Bà Trường biết Cố Hùng là con nhà nghèo, việc chi tiêu cá nhân thường éo hẹp, liền trả đủ tiền lương trọn một năm, đồng thời bảo ông rằng: "Số tiền hôm nay tôi đưa cho thầy, chắc chắn cha thầy không biết đến. Ở đây có người vừa ra bán một ruộng lúa non, vậy thầy hãy dùng số tiền này mà mua. Đến mùa thu hoạch, có thể kiếm được số tiền lời cũng kha khá. Như vậy thì tiền lương thầy vẫn gửi đủ về nhà, mà cũng có thêm được một số tiền để chi dụng đó." Cố Hùng hết lời cảm ơn ý tốt của bà Trường, xong ông nghiêm nghị đáp: "Thôi thôi, tôi không thể làm như thế. Cha tôi vẫn còn đó, dù việc lớn hay nhỏ đều phải do ý cha tôi quyết định. Tôi này tuy đã lớn khôn, ra ngoài kiếm sống, nhưng vẫn không dám vượt quyền cha. Tiền kiếm được, xin gửi trọn về nhà, tùy ý cha tôi định liệu. Cho dù làm theo lời bà, có kiếm được thêm tiền, nhưng giấu giếm cha tôi là chuyện tôi không thể làm." Thế là sau khi nhận đủ tiền lương cả năm, Cố Hùng liền gửi trọn hết về cho cha. Do Cố Hùng tự mình nêu gương hiếu thuận, nên con cái của ông về sau đều có phẩm hạnh tốt. Con trai ông là Tế Minh, thi đậu tiến sĩ từ khi còn rất trẻ, làm quan đến chức hàn lâm học sĩ. Ngô Nhị là một người dân nghèo ở huyện Lâm Xuyên, tỉnh Giang Tây, hầu hạ chăm sóc mẹ già, hết sức hiếu thuận, luôn cố gắng làm cho mẹ được vui lòng. Một hôm, có thầy tướng số đi ngang qua nhà, chăm chú nhìn ông hồi lâu, rồi nói: "Cứ theo sát khí hiện thế, thì đúng giờ ngọ ngày mai, ông sẽ bị sét đánh chết." Ngô Nhị nghe như vậy, thì vô cùng hốt hoảng. Tuy ông không hề sợ chết, nhưng lại sợ không có ai chăm sóc, hầu hạ mẹ già. Liền theo khẩn khoản van xin thầy tướng số chỉ cho một phương cách cứu nạn. Thầy tướng lắc đầu, nói: "Ta cũng chỉ là thế sao nói vậy thôi. Chuyên nghiệp duyên nhân quả của mỗi người đều tự làm tự chịu, ta cũng không có cách nào hóa giải được." Nói rồi dứt áo đi thẳng. Ngô Nhị lại nghĩ, nếu mình bị sét đánh, chắc chắn sẽ làm cho mẹ kinh hãi. Vì thế, sáng hôm sau ông chuẩn bị thức ăn, điểm tâm cho mẹ xong, liền thưa với mẹ rằng: "Thưa mẹ, hôm nay con có chút việc phải ra ngoài, xin mẹ hãy qua ở tạm bên nhà của hàng xóm." Nhưng người mẹ không chịu đi, lại khăng khăng muốn giữ ông ở nhà. Ông còn đang bận biệu chưa dứt, thì bỗng thấy mây đen kêu đến, che kín cả bầu trời. Sấm sét nổi lên ầm ầm, Ngô Nhị càng thêm lo lắng, sợ nếu mình ở đây thì sét đánh xuống sẽ làm cho mẹ kinh hãi. Vội vàng đóng chặt cửa lại, rồi chạy thẳng ra ngoài đồng, ngồi đó chờ sét đánh. Không ngờ chỉ trong chốc lát, mây tan mưa tạnh, bầu trời lại trong sáng trở lại. Ngô Nhị vẫn không bị sét đánh, bình an trở về. Hôm sau, thầy tướng số đi ngang nhà, nhìn thấy Ngô Nhị thì kinh hãi nói: "Ông làm sao có thể thoát được đại nạn đó vậy?" Ngô Nhị trả lời không biết, rồi kể lại cho thầy tướng số nghe tường tận mọi việc. Thầy gật đầu nói: "Ta đã rõ rồi, đó là lòng hiếu thảo của ông, cảm động thấu trời xanh, nên mới trải qua đại nạn không chết."
Từ đó về sau, Ngô Nhị càng hết lòng hiếu kính với mẹ già, xóm giềng trông thấy, không ai là không kính phục. Kinh thành Bá La Nại đang sống trong những ngày bối rối. Khắp nơi, những lễ đàn được dựng lên cao vời vợi. Tiếng nguyện cầu như muốn vượt mấy tầng trời. Nhưng thuốc thang cũng đã nhiều, cầu đảo cũng đã lắm, mà có được gì đâu. Hôm nay cũng như mọi hôm, hoàng cung vẫn rộn ràng lo lắng. Mạng sống của Hoàng Thái Hậu như treo đầu sợi tóc. Thằng chết chắc đang cầm lưỡi hái, đợi chờ đâu đây. Bọn cung nghe thế nữ vẫn túc trực đó, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên nét mặt. Không biết họ thức trọn mấy đêm rồi. Quốc vương thì như trong giấc mộng, cứ nhìn gương mặt mẹ của mình, ngày một teo gầy lại. Nhà vua thấy lòng tơi bời từng đoạn, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Cùng nghe thế nữ mà làm chi? Lầu son gác tía mà làm chi? Nhà vua thấy có thể bỏ tất cả, hy sinh tất cả, miễn là mẹ mình được sống. Tất cả những danh y trong nước đều đã được mời đến, nhưng người nào cũng lắc đầu. Vô kế khả thi. Hơi thở của mẫu hậu càng lúc càng khò khè, ngọt ngạt. Ôi còn chi đau đớn hơn, cánh mọi người còn hiểu, đang thấy mẹ mình chết dần, mà không làm sao cứu được. Cuối cùng nhà vua cho triệu tất cả những vị phạm chí xa gần về để hỏi nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh cho mẹ mình. Họ đã về đầy đủ rồi đó, nhưng nào ai có ý kiến gì đích xác đâu. Người thì bảo thần sông, kẻ thì bảo thần núi, họ đổ lỗi cho trăng sao trời đất. Thế rồi đến khi nhà vua thiết tha xin phương pháp điều trị, thì tất cả yên lặng, ai dạy gì mà bày tỏ cái bất lực của mình. Bỗng một phạm chí, có lẽ lớn tuổi nhất, đứng dậy bấm tay chim quẻ, rồi trang trọng trả lời. Thâu đại dương, nguyên nhân bệnh trọng của Hoàng Thái Hậu cũng chẳng có gì khó hiểu. Âm dương không hòa hiệp, thiên địa quý thần trách móc. Hoàng Thái Hậu lại mắc phải hung tinh, trách gì không hiểu mệnh. Muốn khỏi nhất định phải tìm đủ 100 súc vật, nhưng mà khác giống, để tế đất trời. Đại dương và Hoàng Thái Hậu cũng phải đến tại lễ đàn, thì mới mong bảo toàn mạng sống và được bình an. Quốc vương như người sắp chết khác, bỗng gặp nước lạnh. Quốc vương thương mẹ mình, cộng thêm lòng mê tín dị đoan, khiến nhà vua không suy nghĩ gì thêm trước khi thi hành ý kiến của phạm chí. Màu trầm sinh mạng đã được đổi lấy mộng mạng trong hy vọng nhỏ nhòi. Bầy súc vật được xô ra lễ đàn một cách tàn nhẫn. Có ai nghe tiếng kêu than của những kẻ vô tội sắp bị hành hình? Có những con cừu non biết mình sắp chết, cố dừng lại không chịu bước. Có những con bò cứ ngoái đầu trở lại, nước mắt chảy ròng ròng. Còn những bọn lính, chúng lấy roi dài quất vùng vụt vào thân đàn thú. Lấy đá ném vào con nào đi chậm nhất. Đã có những vết máu hồng chỉ dài trên đường cỏ xanh biếc. Xà giả cũng theo sát bầy thú vật. Hoàng Thái Hậu thì mê màng trong chiếc xe lắc lư trên đường sỏi đá. Quốc vương hòa mặt thì luôn luôn nhìn ra ngoài xem thử đã đến lễ đàn chưa. Lúc xe vừa ra khỏi cửa thành thì bóng nhà vua giật mình nhóm dậy. Có cái gì uy nghiêm trên nét mặt đại sĩ đang đứng chặn giữa đường, đôi mắt sáng ngời làm cho ta mến phục. Y vàng dáng dị nhưng lại có tính cách siêu phàm. Quốc vương bước xuống xe, ngài ngạc nhiên thấy đoàn hầu cận của mình
không biết đã quỳ rạp xuống từ lúc nào. Có những lời chúc tụng vàng vàng, không phải cho một vị quốc vương, nhưng mà cho một đấng vô cùng cao trọng. Ngài bỗng thấy sợ sệt. Không, đạo sĩ có gì hung dữ đâu. Đó là cái run sợ của một đứa con thơ trước mặt mẹ hiền. Rồi ríu ríu chân, vua cũng quỳ xuống, muôn miệng một lời tùng hô vang lên. Kính chào Đức Thế Tôn. Vâng, chính là Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca. Cảm thông nỗi đau thương của một trầm sanh linh vô tội sắp bị hành hình, Phật đã tự tình xá kỳ hoàng nước xá vệ, treo đèo vượt núi, về đầy gieo mầm chân lý. Phật đỡ quốc vương dậy và hỏi lý do việc cầu đảo. Quốc vương nghẹn ngào trong nước mắt, trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, mẹ con lâm trọng bệnh đã lâu, không thang thuốc gì cứu khỏi. Nay theo lời phạm chí, con định dùng tinh huyết của 100 con súc vật khác giống mà tạ lễ với trời đất, kính lạy đấng điều ngự, xin ngài hãy chỉ đường vạch lối cho con. Một con cừu nhỏ lề chiếc chân vây máu, đến ép mình vào chân Đức Phật như để tìm một nguồn che chở thiêng liêng. Phật cúi nhìn và để một bàn tay lên đầu con thú. Ôi, cử chỉ mới dịu dàng về mãi làm sao. Mắt cừu nhỏ gặp mắt Phật long lanh, rồi nhỏ lệ. Cả đàn thú cũng ngước đôi mắt ướt, hướng về Phật, như muốn nói lên những điều oan ức bất công. Đức Phật trả lời: Này quốc vương, không nên theo những lời mê hoặc. Dù là thiên thần quý vật, không một ai có thể ban phúc hay giáng họa cho người. Đời ta theo đúng luật nhân quả, muốn được mùa, nông dân phải cày sâu cuốc bẩm, muốn giàu sang phải bố thí cho kẻ nghèo hèn, muốn sống lâu phải thực hành từ bi và không sát hại. Nhưng bạch Thế Tôn, thiên địa quý thần là những kẻ có quyền phép, ta có thể nhờ họ giúp ta. Này quốc vương, người có thích mặc chiếc áo sơ sài của hành khất không? Chư thiên cũng thế thừa quốc vương. Vốn là hạng người phát tâm theo 10 điều thiền. Khi mạng chung, họ đã được sanh lên một trong 36 cõi trời. Ở đó có cung điện huy hoàng, có cùng ngà thế nữ hầu cầm. Y thật tự nhiên có, nào họ có cần chi những thứ đồ tạ lễ của quốc vương đâu. Khi lấy huyết 100 sinh mạng để mưu cầu hạnh phúc cho một người, quốc vương thật đã làm một việc thiếu suy xét, mà chỉ tin theo lời đường mật của những tà sư. Tội đó lớn lắm. Từ chầu thần đấng từ bi bỗng lóe lên muôn vàng ánh sáng, chiếu rực cả muôn loài. Tất cả chúng sanh trong 3 đường 6 nẻo bỗng thấy hằng hoàng và thấm nhuần ánh đạo. Toàn thể 200 vị phạm chí thấy mình lầm đường lạc lối, họ vội vã cùng nhà vua xin Phật thâu làm đệ tử. Hoàng Thái Hậu cũng thấy một sinh lực mới giàu dạt chảy vào lòng. Bà đó nhận ánh sáng của chánh đạo, xả bớt lòng tham lam, phát tâm bồ đề, cầu đạo giải thoát. Liền đó bà thấy sức khỏe đã trở lại như xưa. Phật hiền từ nhìn đàn vật như an ủi, rồi theo lời mời của vua trở về cùng. Đêm ấy, có 100 sinh linh thoát khỏi hành hình hoàng ức. Cũng trong đêm ấy, ở miền biên giới Ấn Độ xa xôi, dân gian say sưa, uống những lời thuyết pháp của Đức Từ Phụ, lòng người rửa sạch oán thù, lũ cướp hung ác bỗng ghê bàn tay vẫy máu của mình mà trả lại cuộc đời lương thiện. Chánh pháp tung ra, thấm vào từng bộ óc, không còn cảnh chém giết ghê gớm, không còn ai tin theo tà đạo, và non nước vui hưởng thái bình trong hào quang từ bi và trí tuệ. Dương Hiếu Tử, người làng Vu Kiều, huyện Võ Tiến, tỉnh Giang Tô.
Cảnh nhà hết sức nghèo khổ, cha mẹ lại ốm yếu, thường xuyên bệnh tật, quanh năm lúc nào cũng cần đến thuốc thang. Vì thế, ngoài việc lo cơm cháo, còn phải chi tiêu rất nhiều cho việc khám bệnh và mua thuốc men. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, lại gặp lúc thời cuộc biến loạn, muốn đi làm thuê, cũng chẳng ai thuê. Dương Hiếu Tử không biết làm sao để lo chu toàn cho cuộc sống của mẹ cha. Vạn bất đắc dĩ, chỉ còn cách chịu nhục, đi ăn xin để về nuôi cha mẹ mà thôi. Mỗi ngày xin được bao nhiêu thức ăn, chàng Dương đều mang cả về để cha mẹ dùng trước. Nếu thấy cha mẹ vẫn còn chưa no, cho dù bản thân đói đến hoa mắt, thì cũng không dám ăn, luôn chờ đến khi nào cha mẹ ăn no. Nếu còn dư thừa thì ăn, nếu không còn thì vẫn vui vẻ uống nước qua bữa, hái rau dại để cầm hơi, không bao giờ để lộ cho cha mẹ biết mình đói thiếu. Hôm nào được chút thức ăn ngon, dù chưa đến bữa, cũng chạy bay về dâng lên cho cha mẹ dùng ngay. Nhưng Dương Hiếu Tử không chỉ lo việc phụng dưỡng cha mẹ bằng miếng ăn thức uống. Dù trong hoàn cảnh khốn khó, phải sống nhờ sự bố thí của mọi người, ông vẫn luôn quan tâm đến việc làm cho cha mẹ vui lòng. Mỗi ngày khi về đến nhà, ông đều tìm những chuyện vui để kể cho cha mẹ nghe, lại tự mình học lấy những trò ca múa chốn dân gian. Thỉnh thoảng lại vừa hát, vừa nhảy múa để làm trò tiêu khiển cho mẹ cha. Dương Hiếu Tử đi xin về nuôi cha mẹ theo cách ấy đến hơn mười mấy năm trời. Mọi người trong làng đều khuyên ông đi xa để lập nghiệp, gửi tiền về nuôi cha mẹ, không phải sống quá khổ nhọc, tồi tàn như thế. Dương Hiếu Tử cười đáp: quả thật nếu tôi đi xa làm ăn thì có thể kiếm được tiền, nhưng vì cha mẹ tôi rầy đau mà yếu, nếu không có tôi bên cạnh thì biết lấy ai chăm sóc hầu hạ đây. Mọi người nghe ông nói như vậy đều cảm động, cho rằng ông đúng là một người con hiếu thảo. Chu Thọ Sương Triều Tống là con của quan hình Bộ Thị Lang Chu Tốn. Mẹ của ông là Lưu Thị, xuất thần Tháp Hèn. Năm Thọ Sương lên 7 tuổi, cha mẹ chia tay nhau không còn sống chung. Về sau mẹ ông tái giá, rồi theo chồng, biệt vô âm tín. Sau khi Thọ Sương lớn lên, thường luôn nhớ nghĩ về mẹ, song không còn chút manh mối nào để có thể biết được hiện giờ mẹ đang lưu lạc nơi đâu. Ông vì thương nhớ mẹ mà trong lòng không lúc nào nguôi được nỗi buồn. Cuối cùng, ông quyết định từ hoàn, nhất định lên đường tìm gặp cho được mẹ mình. Ông trải qua vạn dặm đường đời, nếm đủ trăm cây ngàn đắng, lưu lạc khắp nơi, nhưng vẫn chưa đạt được ý nguyện. Mỗi khi dò la được chút tin tức gì ở nơi đâu, dù rất mơ hồ, ông cũng lập tức băng đèo lội suối, tìm đến tận nơi, hy vọng tìm gặp lại được người đã mang nặng đẻ đầu ra mình. Sự tìm kiếm của Chu Thọ Sương quả thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thời gian trôi qua đã xóa hết đi mọi dấu vết mong manh mà mẹ ông để lại. Những lần dò hỏi tìm tòi của ông, phần lớn chỉ nhận được những cái lắc đầu ngơ ngác và những câu trả lời không manh mối. Nhưng ông vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại được người mẹ hiền, vẫn không mỏi mệt đêm ngày tìm kiếm khắp nơi. Chu Thọ Sương vốn từ nhỏ đã tin theo Phật giáo, thường đến chùa lễ Phật, cúng dường tam bảo, cứ giúp người nghèo khó. Trên đường gian nan tìm mẹ, ông càng vững lòng tin hơn nữa, lúc nào cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho việc tìm mẹ của mình sớm được kết quả. Hơn thế nữa, ông còn phát nguyện tự mình sao chép trọn bộ Thủy Sám thành rất nhiều bản, truyền rộng ra khắp nơi để làm lợi ích cho nhiều người. Bản thân ông cũng thường trì tụng không mệt mỏi và luôn để tâm tự xét những lỗi lầm của mình để sám hối và tu dưỡng. Quả nhiên,
sự quyết tâm và những nỗ lực của Chu Thọ Sương cuối cùng rồi cũng được đền đáp. Một hôm, ông phiêu bạt đến vùng Đồng Châu thuộc tỉnh Thiểm Tây, hết sức tình cờ gặp lại được mẹ của mình. Tuy tóc bà đã bạc trắng, khuôn mặt khô gầy, thay đổi rất nhiều qua thời gian, nhưng ông vẫn còn nhớ rõ như in và lập tức nhận ra ngay khi nhìn thấy bà đang chậm rãi bước đi. Kể ra cũng thấy lạ làm sao, lúc bà ra đi thì Thọ Sương chỉ là đứa bé 7 tuổi. Hôm nay đã lớn khôn trưởng thành, trải qua hơn 20 năm dài. Thế mà hình dáng của mẹ vẫn được ông ghi khắc kỹ trong lòng. Vừa thoáng nhìn là đã nhận ra được ngay, nhưng mẹ của ông thì không tài nào nhận biết được ông. Ông vội vàng chạy đến gọi mẹ, vẫn thiết tha như ngày nào. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con là Thọ Sương, con của mẹ đây. Bà mẹ đứng sững lại, ngẩn người kinh ngạc. Ở trời ơi, thật là con của mẹ đó sao? Làm sao con biết mẹ ở nơi này mà tìm đến? Hai mẹ con đã 20 mấy năm không gặp, ôm nhau và khóc giữa đường. Quả thật là mừng chảy nước mắt. Rồi bà mẹ khóc nức nở, hỏi han việc những năm qua còn sống thế nào. Thọ Sương đem việc lang thang khắp nơi kể lại cho bà nghe, khiến bà không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Thế là Chu Thọ Sương hết lòng hiếu dưỡng. Từ đó, ông mới nhận làm chức quan Từ Nông Thiếu Khanh. Ngoài việc chiều trính ra, thì dành hết thời gian để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già, dốc lòng hiếu thuận. Không bao lâu, câu chuyện tìm mẹ của Chu Thọ Sương đã trở thành một giai thoại được truyền đi khắp nơi. Ai nghe thấy cũng hết lòng ngưỡng mộ. Thôi Miện từ nhỏ đã hết sức hiếu thuận. Cha ông qua đời từ khi ông còn tẩm bé. Mẹ ông vì quá đau lòng, khóc lóc đến nỗi mù cả hai mắt. Thôi Miện bán cả ruộng vườn, đi khắp nơi tìm thầy hay thuốc tốt về chữa trị cho mẹ. Nhưng các danh y được mời đến đều lắc đầu bó tay không chữa được. Từ khi mẹ trở nên mù lòa, mỗi ngày Thôi Miện đều lo việc phụng dưỡng hết lòng, chí thành cung kính, chăm lo tất cả mọi vấn đề sinh hoạt hàng ngày của mẹ. Lúc nào cũng nghiêm cẩn hết mực, không bao giờ thay đổi. Từ những thứ như y phục, đồ ăn, thức uống và tất cả mọi nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày của mẹ, Thôi Miện đều tùy theo thời tiết trong năm mà thay đổi sao cho thích hợp. Lúc nào cũng làm cho mẹ được cảm thấy vui vẻ thoải mái, không thiếu thốn thứ gì. Những ngày thời tiết tốt đẹp, Thôi Miện dìu mẹ ra ngoài đi dạo hóng mát, hít thở không khí trong lành của đất trời, tận hưởng những làn gió mát thoang thoảng chút hương thơm của mạ non. Tuy hai mắt của mẫu thần đã mù, không thể thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh của làng quê yên bình, nhưng Thôi Miện thường đi cạnh bên, miêu tả cảnh vật bên ngoài cho mẹ nghe, làm cho mẹ ông cũng có cảm giác như đang được tận mắt thưởng thức. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Thôi Miện luôn dành thời gian kể cho mẹ nghe những việc xảy ra trong ngày, để bà không có cảm giác cách biệt với mọi sinh hoạt xã hội. Về sau, Thôi Miện làm quan ngày càng thăng tiến, song lúc nào cũng vẫn giữ một mực cung kính đối với mẹ của mình, luôn tự mình chăm sóc phục dịch mọi sinh hoạt hàng ngày, chứ không bao giờ để cho gia nhân làm thầy. Ông còn tự tay trồng rất nhiều loại cây ăn trái trong vườn nhà mình, như đào, mận, quýt, vân vân. Do đó mà suốt bốn mùa trong năm, lúc nào cũng có trái cây tươi ngon ngọt để dâng lên mẹ mình. Sau khi mẹ già trăm tuổi, Thôi Miện lại phát tâm ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, hồi hướng phước lành, cầu cho mẫu thần được vãng sanh. Bởi suốt một đời Thôi Miện luôn nêu cao tấm gương hiếu hạnh, nên con cháu của ông
cũng đều rèn luyện được nhân cách hơn người, thói miệng làm quan đến chức trung thư thị lang. Con trai được phong làm hữu phủ, là một trong những danh tướng thời bấy giờ. Tầm thanh tịnh có thể nâng cao cảnh giới cuộc đời của con người. Có một câu chuyện nói về Phật đã cho chúng ta biết được đạo lý này. Lúc Phật dẫn A Nan và các đệ tử chu du các nước, có một ngày đang đi đến một thành phố. Người đứng đầu của thành phố đó đã từng nghe về sự tích của Phật và lo sợ rằng khi Phật đến thành phố thì người dân ở đây sẽ đi theo Phật. Sau này sẽ không có ai tôn trọng mình nữa. Nghĩ đến đây, ông ta cảm thấy rất lo lắng, liền ra lệnh: nếu có ai dám cung bái Phật thì sẽ phải nộp 500 đồng tiền thuế, có nghe rõ chưa? Sau khi Phật đi vào thành phố thì dẫn A Nan đi xin bố thí. Người dân sợ phải nộp thuế nên không dám đi ra ngoài cúng bái Phật. Khi Phật cầm bát đi ra khỏi thành phố, một người làm thuê đã già nua, đang cầm một bát thức ăn đã hỏng đi ra ngoài, chuẩn bị bỏ đi. Lúc đó, bà nhìn thấy tư thái trang nghiêm, kim thần quang minh của Phật và trong mắt có ánh sáng của từ bi và khoan thai. Trong lòng cảm thấy rất xúc động. Nhưng khi bà nhìn kỹ thì thấy trong bát của Phật chẳng có gì cả. Lúc đó bà nghĩ rằng: người trang nghiêm như vậy chắc cũng không ăn những thức ăn bình thường. Nhưng bây giờ ông lại cầm bát đi xin bố thí, ông đúng là đại từ bi. Tự dưng bà lão này nảy sinh tâm thanh tịnh, muốn cho Phật một ít đồ ăn ngon. Nhưng bà không thể làm thế được vì bà không có tiền. Trong lòng bà vừa buồn vừa thấy hổ thẹn, bà chỉ có thể nói với Phật: tôi rất muốn dâng cho Phật một ít thức ăn, nhưng tôi chẳng có gì cả, chỉ có bát thức ăn hỏng này. Nếu Phật không chê, xin Phật hãy nhận đi. Phật biết được lòng cung kính và tầm thanh tịnh của bà lão nên Phật nhận những thức ăn bà đưa cho. Đúng lúc đó, Phật cười và tỏ ra ánh sáng năm màu. Không lâu lại thu lại ánh sáng này về giữa lông mày. Phật là vị thánh đã được khai ngộ. Những lời nói và những hành động của Phật đều có ý nghĩa sâu sắc. Sẽ không cười, không nói nếu không có lý do. Nhưng những hành động lúc này của Phật khiến A Nan thấy khó hiểu, nên A Nan thỉnh thị Phật. Phật liền hỏi A Nan: này A Nan, con có nhìn thấy cảnh lúc nãy bà giúp việc bố thí không? Bạch Thế Tôn, nhìn thấy rồi ạ. Bà giúp việc vì việc bố thí vừa rồi, sau khi trải qua 15 kiếp nạn, bà sẽ được lên trên trời hưởng phúc, sẽ không bị rơi vào ác đạo. Sau đó bà sẽ đầu thai thành con trai và đi tu, trở thành Phật Bích Chi, sẽ nhận được Niết Bàn vô thượng. Lúc đó, có một người nhìn thấy cảnh này. Người đó nói với Phật: ông tuy là quý tộc Bà La Môn, là thái tử của vua Tịnh Phạn, nhưng lại nói dối sau khi được bố thí, dùng những thức ăn bẩn này để bố thí cũng có thể nhận được quả báo như vậy sao? Làm sao có được chuyện như vậy? Đại người này nói xong, Phật lè ra chiếc lưỡi vừa dài vừa to của Phật, che phủ qua mặt, đến mái tóc, rồi hỏi tiếp: nếu người đã từng đọc qua kinh điển, những người có lưỡi như thế này có thể nói dối không? Theo ghi chép của kinh điển, những lời nói của những người mà lưỡi có thể che phủ mũi á, thì sẽ không sai. Nói gì những người có được lưỡi dài đến mái tóc. Nếu thế, những lời của những người này càng không nên bị nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn chưa có hiểu, bằng những bố thí này làm sao lại có thể nhận được quả báo lớn như thế chứ? Người đã từng nhìn thấy trên thế gian này
có những chuyện kỳ lạ gì không? Có chứ, tôi từng nhìn thấy trên đường có một cây lớn. Bóng râm của cây này có thể che phủ 500 chiếc xe. Bóng râm của cây đó lớn đến mức không có giới hạn. Điều này đúng là kỳ lạ phải không? Thế hạt giống của cây này to như thế nào? Chắc chỉ to bằng 1/3 của những hạt giống bình thường thôi. Ai sẽ tin những lời người đã nói chứ? Cây đó cao to như vậy, làm sao là do hạt giống nhỏ xíu đó sinh ra được? Điều này là thật mà. Tôi không lừa ai cả, vì điều đó là do tôi tận mắt nhìn thấy. Tình huống vừa rồi chẳng phải cũng như vậy hay sao? Người giúp việc già lúc nãy bố thí, cuối cùng có được phúc báo lớn. Đó chẳng phải cũng giống như tình huống mà người đã gặp hay sao? Cho dù hạt giống nhỏ như thế nào, nhưng lại có được quả báo rất lớn. Hơn nữa là Phật Tổ Như Lai đã chứng được quả vị viên mãn, ruộng phúc màu mỡ. Chuyện như thế này không phải là không thể. Người này nghe rồi, đột nhiên cảm thấy tâm trí khai thông, liền sập lạy với Phật, sám hối ngu dốt lỗi lầm của mình. Phật vui mừng chấp nhận sám hối của người này và mở pháp yếu cho người này. Vì chuyên tâm nghe pháp lý nên người này cũng chứng sơ quả là hẳn. Nhận được chính quả khiến người đó vui mừng giơ hai tay lên kêu gọi với mọi người: mọi người ơi, cửa cam lộ đang mở rồi, tại sao mọi người không nhanh chóng đi? Người dân trong thành phố tới tấp nập nộp 500 đồng tiền thuế rồi đến trước mặt Phật chào đón và bố thí cho Phật. Họ cùng nói: nếu có thể nhận được cam lộ pháp ngữ của Phật thì 500 đồng đấy không đáng gì cả. Sau khi tất cả mọi người đều đi ra ngoài đi cúng Phật thì lệnh đó cũng không còn hiệu lực. Sau đó người đứng đầu thành phố đó cũng sám hối lỗi lầm của mình, đi theo Phật cùng người dân, cùng nhận được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh giống như là một hạt giống nhỏ, tuy bên ngoài nhìn trông nhỏ bé không đáng kể, nhưng bên trong lại có sức mạnh rất lớn. Bằng sức mạnh này, con người sẽ được nâng cao rất nhiều. Trong những ngày căng thẳng, bận rộn, tranh thủ những lúc rảnh rỗi để làm sạch tâm hồn mình. Tâm hồn được trong sạch một lúc sẽ đem lại cho mình một khoảng yên tĩnh. Tích lũy rất nhiều khoảng yên tĩnh như thế, con người sẽ nhận được một tinh thần thoải mái tự do. Tinh thần của mình sẽ đạt được trạng thái hài hòa. Từ những khoảng yên tĩnh đến trạng thái hài hòa, đó chẳng phải cũng là quá trình một hạt giống nhỏ trưởng thành một cây cối cao to hay sao? Đọc xong câu chuyện của Phật, có thể mọi người chưa thể nhận thức sâu sắc về Phật Pháp, nhưng có thể bạn sẽ phát hiện được tâm hồn của mình đã được trong sáng hơn rất nhiều. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng trong sáng hơn rất nhiều. Cuộc sống cũng phong phú và đầy đủ hơn rất nhiều. Trong đạo Phật, tiếng chuông là hiệu lệnh trong chốn tùng lâm. Âm thanh của tiếng chuông buổi sáng là trước nhanh, sau chậm, như đánh thức mọi người trải qua một đêm dài, trở nên chìm đắm trong việc ngủ nghỉ. Còn tiếng chuông buổi chiều là trước chậm sau nhanh, như nhắc nhở mọi người biết được con đường tối tăm cần phải bỏ đi. Cho nên một ngày làm việc và nghỉ ngơi trong chốn tùng lâm bắt đầu là tiếng chuông, kết thúc cũng là tiếng chuông. Có một hôm, thiền sư Dịch Thường vừa xả thiền đi ra, ngài nghe được âm thanh của tiếng chuông trầm hùng sâu lắng từ xa vọng lại. Thiền sư nghe một cách chuyên chú cho đến khi tiếng chuông dừng hẳn, ngài bèn gọi thì giả đến: người đến chuông kỳ sát là ai vậy? Dạ, đó là một sa di mới đến tham học. Thiền sư Dịch Thường bảo thì giả mời sa di ấy đến hỏi:
Sáng hôm nay con dùng tâm nào để đánh chuông? Vì sao gì chẳng biết vì sao thiền sư lại hỏi như thế, liền đáp: con không có suy nghĩ gì khác ngoài việc đánh chuông mà thôi. Thật vậy sao? Ta thấy khi con đánh chuông, nhất định trong tâm con nghĩ vấn đề gì đó. Bởi vì hôm nay ta nghe âm thanh của tiếng chuông thật là cao quý. Nếu chẳng phải là người chánh tâm thành ý thì không thể nào đánh ra được tiếng chuông như thế đâu. Bạch thầy, quả thật con không có nghĩ gì. Chỉ là khi con chưa xuất gia, thầy của con có dạy, trong lúc đánh chuông nên nghĩ chuông chính là Phật, cần phải chí thành, trai giới, kính chuông như kính Phật, dùng tâm thiền và tâm lễ bái mà đánh chuông. Thiền sư Dịch Thượng nghe xong, trong lòng rất vui, còn đỡ ba lần nhắc nhở: sau này khi con làm bất cứ việc gì, nên dùng tâm thiền đánh chuông như sáng hôm nay, còn nhớ chưa? Vì sa di trẻ đã tập được một thói quen cung kính cẩn thận, không chỉ khi đánh chuông, làm việc hay nghĩ ngợi vấn đề gì, cũng luôn nhớ lời dạy của thiền sư Dịch Thượng và thầy Thế Độ là gìn giữ tâm thiền khi đánh chuông. Ông chính là thiền sư Sâm Điền Ngộ Dò sau này. Thiền sư Dịch Thượng không chỉ biết người, mà còn từ trong tiếng chuông biết được phẩm chất đạo đức của người. Đó chính là nhờ ngài có tâm thiền. Tục ngữ có câu: muốn biết người có chí hay không, hãy xem việc nấu cơm, quét nhà, những việc làm hàng ngày như thế của họ. Sa di Sâm Điền tuy còn nhỏ, nhưng khi đánh chuông biết dùng tâm thiền kính tiếng chuông như Phật. Chính vì vậy sau khi lớn lên đã trở thành một người thầy kiệt xuất. Điều đó cho thấy phàm làm một việc gì đó mà có tâm thiền thì đều được thành tựu. Người hiện đại đều rất thông minh hay khôn vặt, họ coi thành kính là ngu dốt và thiếu mưu trí. Vì vậy họ coi thường người thật thà, coi người thật thà là vô năng. Họ còn muốn có thể thu được lợi nhuận lớn mà không cần đầu tư nhiều. Họ không có tấm lòng thành kính, dồn hết tất cả tâm huyết, tập trung tinh thần. Thái độ như vậy là không chính, không kính. Bất cứ là tu Phật hay cầu thành đều sẽ rất khó được thành công. Nhưng những người thành kính lại có thể có được kiên nhẫn và trí tuệ từ thành kính, đạt được rất nhiều thành công. Nếu trong lòng người không có Phật tổ Như Lai, thì có cho học Phật vạn năm cũng sẽ không lĩnh hội được bí ẩn trong đó. Cho nên, nếu muốn học Phật Pháp, nên chính tâm trước. Chính tâm rồi hành vi sẽ không bị sai lệch. Thần chính rồi hành vi sẽ không bị lệch về một phía. Thần tâm đều chính rồi, lời nói sẽ không còn đắng chát, con người sẽ không có nguy cơ đi nhầm đường. Người chính tâm chỉ nhìn thấy một thứ, nhìn núi, núi là Phật tổ. Lúc nhìn nước, nước là Phật tổ. Lúc nhìn chuông, chuông cũng là Phật tổ. Nếu người bình thường cũng có thể đạt được cảnh giới như vậy, làm việc cũng dễ đạt được thành công hơn. Tân Phu Dương. Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật. Tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà, đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên: Trời ơi, tôi nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên, bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa,
còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành, vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng, giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn lánh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gỗ cùng chồng, bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi, hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không, bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, tần cư sĩ òa khóc, kể lể. Tôi hiện ngủ trong tòa nhà 3 phòng, mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng chồng sống chung. Khi đi coi, thấy nhà ưng ý, nhưng do bận việc bề bộn, nên tôi giao ông xã giữ tiền và là thủ tục mua nhà. Không bao lâu, thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng, nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai không ngờ, 3 ngày trước, vào một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo, sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp, nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải, tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao, còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn, còn 20 vạn á, tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời, nào ngờ bị mất hết. Để gỡ gạt, tôi đã thế chấp ngôi nhà này, mới lấy 20 vạn, ai dè, cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đòi tiền, không có tiền á, thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Vừa trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không bàn trước cho tôi? Nào dè, ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói, tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ổng, nên đã ráng nhịn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn mặc ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ nào vẫn chưa đủ trả nợ cho ổng? Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thực nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe, để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh, sau đó tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác và không nói năng gì, nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm.
Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân cho đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lớm đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tai ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bông lên như vảy cá. Tôi đứng như quá đá, lòng đầy kinh hoảng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác mà thấy tân lang kinh khủng như thế này thì có đức xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ, lại nghĩ đến tiền đồ của em trai và những lời dèm chê của dư luận xã hội, nên đành cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này tôi mới vỡ lẽ và hiểu ra vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình chuồn giả giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông, nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa là tôi vô phương, đồng sàng cùng ông. Ông vừa tới gần là tôi đã chán ghét muốn nôn. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ông, nên ông đối với tôi càng vũ phu, thô bạo, lòng tôi đầy vết thương. Cưới ra chưa được bao nhiêu ngày, chúng tôi phân phòng ngủ riêng. Sau đó tôi mang thai, sinh một con gái. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là một người đã thọ qua nền giáo dục đại học lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp. Vậy mà ngay cả chút tập quán vệ sinh tối thiểu anh ta cũng không có. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bà đâu vứt đó, cởi vớ chỗ nào thì quăng chỗ đó. Mười mấy năm nay chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục thì ngay cả tắm rửa ông ta cũng chẳng màng. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện chút bất mãn thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn nhừ tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho là chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có biết là tôi đây, bề ngoài cười đủ, bề trong khóc thầm. Có lần, tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ven biển. Tối đó tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình. Không kìm được, lệ rơi đầm đìa, tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi, vẫn khó có thể chợp mắt. Tôi trách trời xanh, đối xử quá bất công. Đem gả tôi cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán kinh khủng như vậy. Lẽ nào, đây là định số mà con người thường nói? Bỗng dưng, tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải. Nghe kể rằng, ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn. Lẽ nào, ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ như vậy?
ngoài sông, tiếng sóng biển ào ào gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao. Lòng muốn khóc, nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên, tôi mơ hồ trông thấy Đức Quan Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi ven biển. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống trên cát, vọng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to. Lòng tha thiết mong ngài cứu vớt, đem tôi ra khỏi chúng trần ai khổ ải này. Sau đó thì tôi được quen biết Tôn Huynh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe tiếng vang cầu cứu của tôi nên đáp ứng. Thế nhưng, dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của tôi chuyển mình tốt. Rốt cuộc là, kiếp trước tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu nợ, mà làm thế nào cũng không trả xong vậy. Tôi nghe nói gia đình giám đốc Kim cũng gặp vấn đề rắc rối khó giải, đã nhờ hòa thượng diệu pháp giúp cho rồi. Vậy Tôn Huynh có thể hỏi giúp giùm tôi không? Nếu không, tôi thật là chẳng thiết sống nữa. Nghe Tần cư sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng, nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà, tôi không thể từ chối, là một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi ấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên. Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để sinh nhai. Một bé gái này bị bệnh, đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục huyền sẽ khổ con thơ, nên quyết ở vậy. Hôm nọ, ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé, khoảng 5-6 tuổi, bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán. Số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó, thì khi lớn lên, nó có thể làm công cho ông, mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Thế là, ông quyết định thu nhận thằng bé, và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh, cho thằng bé ở. Hằng ngày, nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói, cho dù nó có nhức đầu cảm sốt, bị mũi cắn trùng rỉa, chi chi, thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ thế mà trưởng đại. Thế nhưng, do từ nhỏ đến lớn, không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra. Chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Hễ gặp chuyện gì không vừa ý, thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh, thì cũng chửi mắng. Cho dù nó rất kiềm tiếng ít lời, ngờ nghịch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, lão chủ cũng muốn chọn người ở rể, nhưng ngẫm nghĩ, ông lại sợ mình chết rồi
gia sản sẽ bị thành vệ chiếm mất. Vì vậy, dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ, lần lựa chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng, ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như mà gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình, vậy thì gọi phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Thế là ông chủ thông minh liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân dạng vô sai thất. Con gái mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, tức là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn này, nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp sống cảnh lao dịch oan khuất tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là Tần nữ sĩ ngày nay, còn tên nô dịch mồ côi chính là chồng bà hiện thời. Tập quán sống thiếu vệ sinh không tốt là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dựng thành, da trên mình sần sùi ghẻ chóc, một phần là do ác báo tiền kiên của bản thân, và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ, luôn bị mũi mòm châm chích tạo thành. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo, mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho Tần cư sĩ trong đời này. Kiếp trước, đứa bé đã dắt kiệt sức, làm nô dịch cho chủ nhân cả đời mà không được trả công một đồng nào. Thì đời này nó đến đòi nợ. Tần cư sĩ bị đánh, bị mắng, chính là trả báo ngày xưa bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tần cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này, bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ. Cho nên, xin Tần cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hờn, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người. Nhất định sẽ gặp hung hóa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng Tần cư sĩ sẽ thay đổi. Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn Tần cư sĩ đang ngồi yên lặng, mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, Tần cư sĩ đã gọi điện đến hai lần, một lần hỏi về các sách kinh Phật giáo, lần khác thì kể bà đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tôi thở ra nhẹ nhõm, thầm cầu mong vợ chồng nhà bà sớm giải xong túc quán, gia đình hòa thuận, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Thai giáo tuyệt vời. Lời người dịch. Thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này, tôi đã rất thờ ơ, không muốn dịch. Nhưng sau đó, tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì, và câu chuyện đã khiến tôi cảm động. Xin được chia sẻ với bạn đọc, nhất là chư Phật tử tại gia, những người trẻ tuổi, sắp làm cha, làm mẹ. Tiết Đình là một nhạc công. Khi mang thai, cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật Pháp,
nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuật lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh, tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong kinh Địa Tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi Ta Bà, đời vị lai, những người sắp sinh con, nếu trong 7 ngày mà tụng kinh Địa Tạng bất khả tư nghị này và niệm danh Bồ Tát đủ dạng biến, thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ, đời trước có ương báo, cũng liền được thoát khỏi, an lạc dễ nuôi, thọ mệnh tăng. Đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báu. Tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn. Vì vậy, tôi quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Tôi trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu, vì con tụng kinh Địa Tạng do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng kinh Địa Tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện, mang thai được 4 tháng. Nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà tôi dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc, tôi triệt để tin lời Phật nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó, tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vững tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có. Vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con. Thời gian trôi qua thấm thoát. Mùa hạ đến, tỏa khí nóng oai bức khó chịu. Nhưng tôi không chút lười biếng, vẫn nỗ lực dụng công, ra sức thanh năm quả dục, nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác, mắt chẳng nhìn việc ác, tinh tấn không lười, luôn dùng chánh niệm hộ tâm. Mỗi ngày, tôi vì thai nhi tụng kinh, tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách. Hôm nọ, lúc tôi tụng xong bộ kinh Địa Tạng, thì cảm thấy cổ họng khô đau. Liền tiến đến tủ lạnh, định lấy kem ăn giải lao, thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ. Nhưng, ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra, đột nhiên, trong đầu tôi vang lên tiếng nói. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẩn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý vào quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh. Thật không ngờ, cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi. Rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó. Giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri.
Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử cực kỳ thâm sâu huyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai, nếu mẹ ăn nóng, con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục. Nếu mẹ ăn lạnh, con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục. Cả ngày thống khổ, dựa theo đoạn văn kia, giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ. Điều này khiến tôi xúc động vô cùng, mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ, thật ngữ mà. Đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương. Trong đó có nói, trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó, vì thai nhi, bất kể thời tiết nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào. Cục cưng sinh ra được 2 tuần. Theo thói quen, tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào vầng trán tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa, ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra, chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh Địa Tạng dạy. Nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm. Con cưng à, mẹ phải làm sao con mới an ổn đây? Bé lập tức hồi đáp. Mẹ hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho oan gia trái chủ của con. Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng. Sau đó tôi hỏi bé. Mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa? Bé đáp. Bắt đầu từ nay, mỗi ngày, mẹ tụng cho con 1 bộ kinh Địa Tạng nha. Tôi lại hỏi. Tụng đến bao giờ mới ngừng? Bé đáp. Tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng. Vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được? Bé đáp. 7 tuổi. Tôi bỗng nhiên tỉnh ra. Từ đó, hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng kinh đến hôm thứ 2 thì chứng đi tả của bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này thì bé đã được 2 tuổi rồi. Thân thể mạnh khỏe, an lành dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hằng ngày vì bé tụng 1 bộ kinh Địa Tạng. 7 năm sẽ là 2555 bộ kinh. Tôi và chồng tôi tin sâu, bé có thể dùng nhân duyên này để hóa độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu như vậy, là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con ngày càng trưởng thành, mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn, đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói, quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình giải thích thêm, con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh Đại Thừa chính là thai giáo tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Sám hay các kinh Đại Thừa khác. Đứa con sinh ra thật là xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, an lạc, dễ nuôi. Đây là bài văn tự thuật chân thành của một người mẹ ở Thượng Hải,
lúc bà sinh ra 15 ngày, thì tôi gặp ba người, cả nhà họ, và đích thân kiểm nghiệm nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng đỏ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ. Tân đương là một cô gái có biệt danh Tiểu thư khỉ. Nguyên lai, mọi người đều cho rằng Tiểu thư khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ, nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì một người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đáy lòng: "Trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả?" "Ừ, trời ơi, đẹp như đúng là mỹ nhân vậy đó. Đẹp quá, đẹp quá hả?" Thế nhưng mọi người đối với danh hiệu Tiểu thư khỉ này lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu tra vấn thân thế của Tiểu thư khỉ ra sao. Té ra mẫu thân của Tiểu thư khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh, số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ, đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì tuấn tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi, nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ, chồng nàng ra chợ, gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghĩ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được 7 tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người, hướng chủ nhân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này, chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, giương dao lên, toàn mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên đã bị đứt lìa hai phần ngón, bốn ngón chỉ còn lại hai lóng cuối tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay: "Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi." Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào,
nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói, lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo, tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói, đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay, tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Thuốc trị hiếm muộn. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thực. Một lần trong pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp Nhã Lâm khoảng 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi, chẳng thành câu. Cuối cùng, nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Té ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu, vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh. Cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô. Vì nỗi khổ cầu bất đắc dĩ này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay qua bảo tôi. Quả Hồng, cô hãy quán xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con. Tôi xoay đầu dòm Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kềm được, bật ra âm thanh cảm thán. Có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút? Đúng, đúng rồi. Tôi ăn rất nhiều trứng chim cút. Vậy chẳng lẽ... Nửa câu sau, âm điệu cô ta đầy vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở cạnh bên thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp cho một câu. Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt mà. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng có Nhã Lâm là không thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy thuốc hối và khuyến khích. Tôi liền giải rõ. Phật từng nói, ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Hóa cũng đã giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Từng hóm hỉnh nói, nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì. Bởi nhân quả đan xen, chồng chéo phức tạp. Do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn, đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn Nhã Lâm. Thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn, khó mang thai của cô. Nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt đầy lộ vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ, tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con. Nhưng sao không nghĩ cho việc những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ.
và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra. Lúc này, Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm. Quả Hồng, giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách của cô ấy bài, thì sẽ chiêu cảm được hài nhi quan. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Lúc này, giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực để chứng minh. Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Như vậy là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế thứ gì, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy, bà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ, khiến ngay cũng phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của những bậc cha mẹ. Khi đó, tôi bảo bà. Vợ chồng con cái bà, ai cũng mê ăn trứng, thích nhất là trứng chim cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả, chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Câu chuyện Quả Khanh vừa kể xong, Lý cư sĩ là bác sĩ thực tập liền hỏi tôi. Vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như vậy? Tôi bảo mọi người. Mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ, mà trong vòng luân hồi dài đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm. Nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của Dông Nhi. Khi làm như vậy, họ không biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A La Hán. Đã như vậy lại còn mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng. Tất nhiên sẽ phải chiêu cảm ác báo, triệt con dứt cháu. Tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật đầu, tán đồng. Thật là mừng cho Nhã Lâm có thể tỉnh ngộ. Hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa lỗi hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc về nhà đã làm y theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm. Xin khuyên mọi người, không nên vì tham ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Tôi suốt hơn 20 năm trên đường học Phật, từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm trứng chim, rắn, cá, vân vân, cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái mà biến thành những phụ nữ không thể mang thai hoặc thường đẻ non, hư thai. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn, lẫn ăn các loại trứng. Hàng ngày, tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả, đại đa số, khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai, thân thể họ cũng được thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu những vị hiếm muộn khác con, có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe, sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng, sẽ có việc bất tư nghị xuất hiện trên bản thân các bạn, và các bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như vậy, sao bạn không làm? Nhưng, liệu bạn có can đảm ăn chay hành thiện phóng sinh, làm đúng mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không? Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền Đông Bộ, Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái.
Căn phòng có chất một đống rơm khô. Ngoài ra, còn có một cái máng xói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lưu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng U nó lần lượt bồng hai đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột. Nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con. Đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Ba nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này, hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: báo ứng, báo ứng mà. Mọi người đều nghĩ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa. Hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía lý vô thường, buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng xin xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang, là biết rõ. A Vu nói: anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau các con lớn bằng đầu đũa. A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương,
Nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Bang lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn, thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ thi nói: trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến cho A Bang gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng. Tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn. Có tự hỏi rằng, cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm. Cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan. Thân Khuyển Mã. 7 năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn tới một khu vườn vui chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại ngay trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung, và cái bờm dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn, tôi thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này, thần thái của nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng phải 20 tiếng, trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ. Chẳng biết con tuấn mã này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì, mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có biết bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có biết bao nhiêu người. Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến gần ấy người ư? Sau khi về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp bảo: con ngựa đó, đời quá khứ, từng là người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông có hơn 100 nô lệ làm việc, họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ áp bức của ông.
Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ, mạng báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa đen, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải, chỉ có hơn 100 người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức, đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, tức là xúc phạm chà đạp con người quá quắt, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo y phải trả. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hằng bao lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong, trong lòng tỉnh ra. Ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng vẻ vang như thế. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, để nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ, đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này, Hách cư sĩ ngồi cạnh bên tôi, bà là Hoa Kiều, định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi. Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này cũng rất có tính linh, không lâu thì nó bỏ ăn thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con hết sức là vui mừng. Gia đình chúng con về đến Mã Lai rồi, thì 2 năm sau Misu chết. Chúng con rất là buồn. Mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa? Mong sư phụ từ bi quan sát giúp giùm chúng con với. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói. Con chó này, nhờ đời trước ở nhà người nghe kinh ăn chay, chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã chuyển sinh làm người rồi. Hiện cũng đang ở Mã Lai, là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Nghe hòa thượng nói xong, Hách cư sĩ im lặng, bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên. Sư phụ, ngài thật sự hay quá. Mì sư chết tính đến nay cũng đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết, cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu, tên là gì, còn rất muốn gặp cổ. Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi Hách cư sĩ, nếu tìm được gặp cổ, bà sẽ nói gì? Bà sẽ nói là, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó. Hách cư sĩ cũng bật cười, vì sự vô ý trong nỗi của mình. Sư phụ hiền hòa nói, có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tức là tu 100 năm mới được đồng thuyền. Cho nên, chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè, thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi thu được lợi ích rất lớn. Tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử, và khao khát thoát ra,
mong sớm được lìa khổ, được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên, những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm, chăm sóc chu đáo, từng ly, từng tí. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay, đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc, mật ngọt của tịnh chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn đương tựa, nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút, thì di động của Tiểu Hồng liên tục reo vang, trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở, dặn dò nàng phải về nhà sớm. Bình thường, ngay cả Tiểu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí, khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi, hỏi: "Giờ con đang xem gì đó?" Nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt, giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do, và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo họp mặt, dự tính sẽ về buồn một chút. Trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. "Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là họp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con?" Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng, mẹ nàng vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, vỗ về trấn an. Có vậy, những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi: "Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy?" Tôi đáp: "Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó, giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt. Hàng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng, do chủ nhân quá sủng ái, nên ông quyết định số mệnh đó suốt đời phải bị nhốt trong lồng này. Con chim thời cổ đại, đời nay là mẹ của Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa, nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc, nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt như vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc, giữ chặt bên mình. Dù tuổi hơn 30, nhưng nàng vẫn không có tự do. Con bạch mã chính là cha của Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận, hồi nàng còn nhỏ, cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng, trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tùy thuận, không phản bội luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Chánh tín với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát, đó
mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có là một bài thơ chim họa mi như sau: trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do, nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử. Thuở đầu, do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do, thì đời nay, chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái, chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong kinh 42 chương, Phật dạy: do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh Viên Giá thì nói: nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp chúng sinh luân phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước, mới có thể giải thoát.